Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Nguyễn Quang Trung, anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em Trung Trinh, anh em An Dương, anh em Hồ Khánh, anh em Thanh Trần, anh em Bảo Phạm và cuối cùng là anh em Hải Bếu. Cảm ơn tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Anh em thân mến, vậy là ngày mai chúng ta đã có cái bản update mới rồi. Và đây nó sẽ là cái video clip test cuối cùng nha anh em nhé. Và tôi nói thật với anh em là test thì test thôi, chứ còn ngày mai ấy, vào trong rank tôi nghĩ là ít nhất là 4 ông chơi Saman. Quá rõ ràng là cái bộ Saman nó là cái bộ vua meta sau rồi. Bây giờ chỉ xem là cái bộ nào mới là cái bộ mà có thể chống nổi cái bộ đấy thôi. Đấy, cái bộ nào sẽ là cái bộ counter của cái bộ Saman thì chưa biết anh em ạ. Phải test cái đã. Có rất nhiều anh em nói là có lẽ nó sẽ là những cái bộ châu chó. Châu chó thì có thể là trụ được sau 20 giây hóa hình đúng không? Đấy, sau 20 giây hóa hình là Saman nó tự biến mất. Thì nó sẽ biến mất cùng với những cái món đồ cam luôn anh em nhá. Những cái con Saman 3 sao nó sẽ biến mất cùng với những cái món đồ cam. Đấy. Vậy thì bây giờ phải có một cái đội hình mà nó trụ được sau 20 giây. Thì đấy, anh em cứ kiếm được cái đội hình nào mà trụ được sau 20 giây thì anh em sẽ chiến thắng ngộ Saman thôi. Và có các anh em là cũng gợi ý cho tôi là cái bộ Warlock. Thì hôm nay chúng ta sẽ thử cái bộ Warlock nha anh em nhá. Vừa hay là trong truyền thuyết ấy, nó cũng có hai con thuộc cái hệ Warlock và nó là con Lambda. Nhưng mà tôi sẽ xây dựng từ cái bộ đỏ lên nha anh em nhá. Xong tí nữa chúng ta sẽ chuyển sang cái bộ Warlock sau. Và có một cái này nữa là nếu mà chúng ta chơi đỏ ấy, chúng ta sẽ có thể nuôi được cái con Zu nó lên được 3 sao. Sau đó là khi mà chúng ta lên được level 10 thì cái con Zu này nó sẽ kẹp được vào với 6 Warlock và 4 God. Đấy. 6 Warlock, 4 God kẹp với cả Zu đánh ở level 10. Thậm chí là nếu mà lấy được một cái dấu ấn thần thánh là anh em còn kẹp được thêm 4 đỏ. Quá tuyệt vời đúng không? Kẹp được thêm 4 đỏ nữa. 4 đỏ rồi 6 Warlock rồi 4 God. Và vừa hay cái meta mới này nó lại có một cái món đồ nó rất là hay. Đó chính là cái áo long bào. Thì theo như mô tả của cái áo long bào thì có tác dụng là khi mà những cái con tướng nó cầm cái áo long bào thì nó sẽ được hưởng cái hiệu ứng của cái tộc hệ đã được kích hệ ở trên bàn cờ. Đấy. Hiểu lôm la thì là như thế. Theo cái cách mà chúng ta dịch, chúng ta đọc cái phần mô tả. Còn thực tế nó có phải như thế không thì tôi sẽ test luôn nha anh em nhé. Tôi sẽ test để xem là cái áo long bào nó có kết hợp được với cái bộ Warlock không. Và chúng ta sẽ cầm bất cứ một cái con tướng nào khác kẹp vào cái bộ Warlock và chúng ta được hưởng cái hiệu ứng của bộ Warlock. Đấy. Tức là tất cả những con tướng nó đều được hồi máu, để hấp thụ máu của đối thủ. Ok. Và theo cái hiệu ứng của Warlock hiện tại thì là tất cả những cái con tướng mà ở trên bàn cờ mà chết thì nó sẽ hồi cho cái con thấp máu nhất ở trên bàn cờ. Ui mất chuỗi luôn này. Dã man. Cứ tưởng là giữ ở chuỗi bon bon về đích ấy. Thế là cũng không giữ ở chuỗi. Mặc dù là chúng ta cũng chỉ đánh với máy thôi, nhưng mà tôi cũng không giữ ở chuỗi luôn. Dã man. Cái áo long bào thì tôi sẽ test với cả bộ nếu mà trận này tôi test ấy, thì tôi sẽ cố gắng tôi test với cái bộ Metalith nữa nha anh em nhá. Đây là tôi đang câu cái con gấu Metalith ra. Sẽ test với Metalith này, test với Warlock, test với cả Aegisid. Đấy. Đấy là những cái line up mà nó không được hưởng hết cái hiệu ứng hệ tộc của tất cả những cái con tướng kích hệ. Còn những cái bộ như 9 Warrior, những cái bộ như đỏ Glacier hay là Assassin hay là gì nữa, Goblin. Đấy là những cái hệ mà sau khi anh em kích hoạt được đủ hệ thì nó sẽ có hiệu ứng ở tất cả những con tướng rồi. Nên là chúng ta sẽ không cần test cái áo long bào nữa. Áo long bào chỉ test ở trong cái bộ Metalith, là nó chỉ kích hoạt được những cái con Metalith thôi. Hay là nó những cái con như là Warlock, nó chỉ kích hoạt được những cái con Warlock thôi.
hưởng hiệu ứng thì Exit nữa. Những cái con Exit nó sẽ không bị chia đôi máu. Đấy, thì chúng ta, nếu mà chúng ta cầm áo long bào trong những cái bộ đấy thì liệu rằng cái con tướng mà cầm đồ đấy không phải thuộc tộc hệ Warlock, Metalist và Exit nó có được hưởng hiệu ứng của cái hệ tộc đấy không? Thì hôm nay test luôn nha anh em nhá. Chỉ có cái ba cái bộ đấy thôi, đúng không? Còn những cái bộ khác thì nó được hưởng hết rồi. Có thêm cái bộ Hunter và bộ lùn nữa, nhưng mà tôi nghĩ là hai bộ đấy không phải test đâu. Bởi vì là thực ra đối với cái bộ lùn nhá, thì nếu mà anh em đổi một cái đồ tím để anh em kích lùn thì nó quá phí. Thà anh em đổi cái đồ xanh dương, à xanh lá, anh em đổi anh em chỉ mất có gì có ba cái món đồ xám thôi, là anh em đổi ra được cái món đồ xanh lá, anh em kiếm cái tộc lùn là được, đúng không? Thế anh em không cần phải đổi một cái món đồ tím để anh em kích tộc lùn này làm gì cả. Còn cái bộ Hunter ấy thì nói chung là đổi một cái món đồ tím để mà lấy cái bộ Hunter thì nó cũng phí luôn. Bởi vì làm sao, cái món đồ tím đấy nó chỉ có tăng cái sức kháng phép thôi, chứ nó không hề tăng tấn công hay là tăng tốc đánh. Nên là thực sự là để mà đánh vào cái bộ như kiểu bộ đôi công ấy, ở trong cái bộ Hunter ấy, mà chơi như thế thì nó lãng phí lắm anh em ạ. Nên là thường là tôi khuyến nghị anh em là không nên chơi chơi Hunter lấy đồ đam thôi. Xong rồi nếu mà thích chơi các cái con khác mà nó được hưởng hệ tộc ấy, thì anh em up lên 10, anh em chơi 9 Hunter kẹp với con tướng 5 đô, thế là xong, đỡ lãng phí một cái món đồ tím. Hà món đồ tím đấy anh em lấy cái, một là cái BKB đấy, hai là cái gì, cái MKB đấy, MKB cũng ngon luôn. Rồi nó còn có những cái món đồ kiểu tình huống như là giáp trừ tà hay là cái búa bình minh đó, nó đỡ lãng phí anh em ạ. Còn anh em thích anh em đổi đồ cam luôn cũng được, chứ còn đổi đồ tím mà lấy cái món áo choàng thì thực sự là nó phi quá. Đấy, thế nên là áo choàng tôi nghĩ là nếu mà có chơi thì chỉ áp dụng với cả Metalist này, áp dụng với Warlock và áp dụng với Exit. Nếu như mà nó được hưởng cái hiệu ứng của những cái bộ đấy thật thì nó sẽ rất ngon. Toàn là những cái bộ mà lì đòn đấy. Bộ Exit thì gì? Exit thì sức mạnh của nó là tranh máu với đối thủ. Đấy, thằng nào mà trâu chó hơn thì thằng đấy ăn thôi. Cái bộ Warlock cũng thế, là những cái bộ sống dai sống khỏe. Thêm cái áo choàng tăng 30% kháng phép cũng rất là ngon. Rồi cái bộ Metalist này nếu mà được hưởng cái hiệu ứng đấy thì sẽ có rất nhiều những cái con có thể chơi được. Tôi lấy ví dụ như con Zu chẳng hạn. Con Zu này mà kết hợp với cả 4 Metalist ấy thì thực sự nó rất là kinh khủng đấy nhá. Bởi vì cái xoay của nó ấy, nó tính là nó không phải tính theo dây đâu. Cái đam của nó gây liên tục theo cái phần trăm dây luôn ấy. Tức là nó sẽ không tính theo từng dây một, mà nó tính là nó gây đam liên tục. Đấy, tôi cũng không biết là bao nhiêu giây thì nó tính, không phải mấy giây thì nó tính là gây đam. Nhưng mà cái anh em thấy cái lượng máu nó rút là nó rút đều, nó rút từ từ xuống, chứ nó không phải rút theo từng chập theo từng giây một, đúng không? Thế nên là cứ rút đều như thế là cái khả năng mà gây được Metalist ấy nó rất là lớn, tỷ lệ rất cao. Mà cái bộ Metalist mà kết hợp với sáu đỏ, nếu mà theo lý thuyết nhá, là anh em có thể làm gì? Anh em có thể lên 10 và anh em kẹp với cả 4 gót cũng được. Nếu mà anh em lấy được là hai cái dấu ấn thần thánh thì anh em sẽ có là 4 gót kết hợp với 6 đỏ và 4 Metalist. Sau đó anh em dồn đồ cho con Zu. Con Zu này nó sẽ rất là kinh khủng. Nó sẽ gây Metalist là cực kỳ nhiều nha anh em nhá. Nhiều hơn con bất cứ cái con nào luôn. Bây giờ là Phong Vũ và con gấu là gây được nhiều cái khả năng là gây Metalist nhất. Con gấu thì nó lướt liên tục thì nó sẽ là nhiều nhất bây giờ. Còn con Phong Vũ thì những cái cú đánh của nó là ngoài những cái cú đánh tay thì cuối những mỗi cái đòn đánh tay nó lại lổ một cái trưởng nữa. Đấy, và cái trưởng đấy là nó AoE thì nó đều tính là có cái khả năng lổ Metalist. Cái cú đấm tay và cái cú bắn trưởng cuối cùng của con Phong Vũ nó đều có cái khả năng gây Metalist riêng, chứ nó không tính chung. Chính vì thế nên là cái con Phong Vũ này cũng là một cái con mà gây được khá là nhiều khả năng. Còn cuối cùng là con Ngộ Không. Con Ngộ Không thì thiên về đánh tay thôi, gây skill thì dừng đánh tay. Đấy, thì nó có khả năng là đánh diện rộng thôi, nhưng mà tỷ lệ gây Metalist thì là thấp nhất trong những cái con mà hiện tại. Nhưng mà nếu mà chúng ta cầm áo long bào ấy
mà có cái con du xoay ấy, nó xoay thì cái tỷ lệ của cái con du xoay này nó sẽ rất cao. Cứ con nào mà gây được nhiều những cái cú đánh, gây được nhiều những cái lượng sát thương tính theo giây nhiều nhất thì là cái con đấy nó sẽ gây được cái khả năng lổ metalit nhiều. Đấy, thì con này bây giờ là tôi nghĩ là cái con mà gây ra được nhiều sát thương nhiều nhất trong một giây. Cái lượng sát thương nó diễn ra liên tục chứ nó không phải là tính theo giây nha anh em nhá. Nên là hôm nay sẽ test thử luôn. Sẽ test thử xem là metalit mà trên người cái con du này thì nó sẽ như nào. Và quay sang cái bộ Warlock thì trong cái bộ 6 Warlock ấy nó cũng sẽ kết hợp được với cái con metalit đấy. Và nó sẽ có hai con có thể gây được cái lượng đam liên tục, đấy chính là con ma, ác mộng ấy và con Dark Spirit. Hai con vừa nói là hai con mà nó gây ra cái lượng đam liên tục nha anh em nhá. Nó rất là phù hợp để chơi với metalit. Và nếu mà đánh ở level 10 thì chúng ta cũng sẽ có thể là chơi là 4 metalit kết hợp với cả 4 god và 6 warlock. Đấy. Và thậm chí là nếu mà chơi như thế nhá, nếu mà bộ bộ áo long bào ấy mà nó kết hợp được với cả như con metalit thì cái con metalit nó sẽ có được hưởng hiệu ứng của 6 warlock. Chúng ta sẽ trao đổi đồ qua lại giữa cái con phong vũ hoặc là cái con Dark Spirit với nhau. Cũng rất là kinh khủng ấy nhỉ. Tôi sẽ test hết luôn nha anh em nhá. Tí nữa chúng ta sẽ test lần lượt. Hy vọng là các cái đối thủ nó sẽ không chết hết. Ok. Và tôi nghĩ là sau cái bài test ngày hôm nay thì sang ngày mai là anh em sẽ có hành trang để bước vào meta mới một cách rất là tự tin, khi mà anh em đã biết hết được rồi tất cả những cái gì được và gì không được, những cái gì lưu ý là anh em đã biết hết rồi. Ví dụ như hôm qua anh em có thể thấy là sau cái video clip ngày hôm qua thì gần như là đã biết tất cả mọi thứ về cái bộ Saman rồi. Đấy, cái con mèo 5 đô mà chơi hàng deal là kết hợp với 6 Saman là bây giờ là hoàn toàn là không hóa hình được anh em nhé. Cái con mèo 5 đô là nó không hóa. Mặc dù là kết hợp 6 Saman nhưng con mèo 5 đô nó lại không hóa và nó có thể cầm đồ và nó nhân đồ lên được. Đấy. Và cái đồ trên người của con mèo Saman nó cũng sẽ không có tăng thêm 2 cấp như bình thường. Tuy nhiên là nó có khả năng là sử dụng cái đồ mà mình mong muốn và nó nhân cái đồ đấy lên nha anh em nhá. Nếu mà chơi hai mèo thì nó sẽ nhân cái món đồ đấy lên là 3 lần. Chúng ta sẽ chơi những cái món đồ mà trên những cái món đồ xanh dương ấy có thể vứt cho mèo cho nó đỡ phí. Bởi vì nếu mà chơi cái món đồ tím ấy thì nó cũng biến ra cái món đồ cam, mà đồ xanh dương thì nó cũng biến ra những cái món đồ cam. Nên là những cái món đồ tím này mà lấy từ cái round sau round 25 trở đi ấy, và 30 ấy, là anh em có thể nhét hết cho mèo được. Đấy, cho nó đỡ lãng phí. Còn những cái món đồ xanh dương, những cái món đồ xanh là cây, những cái món đồ xám thì anh em vứt cho những cái con Saman. Đó là một cái sự lựa chọn đồ nó rất là hợp lý và tối ưu được nha anh em nhá. Tối ưu được cái lượng đồ. Và ngoài ra chúng ta có thể lấy được những cái món đồ mà chúng ta cần. Cũng rất hay. Ok, 4 metalit này. Rồi. Bây giờ chỉ đợi áo long bào thôi. Tầm này thì thực ra nếu mà đổi hết cái đống đồ này thì cũng đổi được đấy. Nhưng mà tôi chưa muốn mất chuỗi anh em ạ. Chưa muốn mất chuỗi, tôi sẽ đổi sau. Giữ cái chuỗi này lâu lâu tí. Có thêm tiền để tí nữa chúng ta roll, chúng ta form. Phải test rất nhiều đội hình anh em nhá. Nên là cứ thứ nhất là lên được 10 đã này. Sau thứ hai là gì? Phải có tiền để roll, để chuyển qua lại giữa các đội hình với nhau. Đấy. Nó sẽ là Warlock, Aegis và Metalit. Ba cái đội hình đấy sẽ thay phiên nhau nha anh em nhá. Tôi sẽ thay phiên nhau ba cái đội hình vào trong cái đội hình để chúng ta test. Dễ nhất thì bây giờ là Metalit rồi. Metalit bây giờ là chúng ta kích hoạt đủ 4 con rồi. Đấy. Tôi đọc ở trên cái diễn đàn thì có rất nhiều anh em là có những cái ý tưởng hay. Ví dụ như là nếu mà chơi Metalit mà bây giờ lấy 3 cái long bào nữa. Thêm 3 cái long bào nữa. Thế là chúng ta có là bình thường là có 4 con Metalit rồi đúng không? Được thêm 3 cái long bào nữa là 7 con Metalit.
Trời ơi, Metalist là nó sẽ lổ liên tục anh em ạ. Có bao giờ là như thế không? Rồi có anh em thì lại có những cái ý tưởng là Metalist kết hợp với cả Met. Đấy, là vào là Met tung trưởng dồn đam cực mạnh, tiêu diệt hết đối thủ, chỉ còn lại một con co thì máu đang ngoắc ngoải. Thế là coi như là dính một phát Metalist từ 4 con. Đấy, kết hợp với một con Metalist ở Met nữa thì là thành 5 con. Thì xác định là đi luôn đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà chơi Met thì Metalist con Met nào mạnh nhất nhỉ? Con Met nào mà gây được nhiều đam nhất? Nếu mà Metalist mà Met thì tôi nghĩ là cái con mà hay nhất nó chính là con rồng Lam Đô. Con rồng Lam Đô có khả năng là gây đam theo thời gian. Mỗi lần lổ đam là một lần mà có thể có cơ hội lổ Metalist. Đúng không? Rồng Lam Đô có con nào nữa không? Hết rồi nhỉ. À có con Lick. Con Lick cái trưởng của nó lẩy qua lẩy. Thì mỗi lần mà bóng lăn cũng là một cái lần mà khi mà chạm vào người nó sẽ có cơ hội lổ Metalist. Thế thôi, chứ còn như cái con già này, con Thunder này, là những cái con mà tung trưởng vào phọt nó phát là hết. Hay con rớt chẳng hạn, đúng không? Con rớt cũng chỉ giật một phát là hết thôi. Nên là cũng khó để mà có thể lổ được Metalist lắm. Nói chung là cái bộ Met thì nó không quá là hợp. Tôi thấy cái bộ hợp nhất chắc là cái bộ đỏ với cả cái bộ Warlock rồi. Đấy, nhưng mà đấy nó cũng là một cái ý tưởng, đúng không? Đấy cũng là một cái ý tưởng hay đấy. Biết đâu đấy nó lại mạnh nhỉ anh em nhỉ? Nói chung là vào meta mới rất có thể tôi sẽ thử. Tôi muốn là bây giờ là test với người thật cơ. Chứ còn bây giờ là phải đánh với máy thì test mấy cái đấy nó cũng không được phê cho lắm anh em nhá. Bây giờ là test cái gì? Bây giờ là test cái chức năng của nó thôi. Đấy, còn test về sức mạnh đội hình thì vẫn phải đánh với cả người thật. Còn bây giờ tôi muốn test là test cái chức năng để xem là nó có làm được hay không đã. Những cái bộ đấy nó có kích hoạt được hay không nhá anh em nhá. Đèn quá nhở, rồi lại không ra. Thôi rồi, tôi sẽ đổi một cái món đồ cam luôn. Round này thì cứ lấy đồ cam đã. Round sau tôi mới lấy đồ tím. Cứ đổi cái đồ này để giữ cái chuôi đã anh em ạ. Đây rồi. Ok. Vương miệng này là quá tuyệt vời rồi. Rất hợp với Metalist luôn đấy. Kiểu gì thì kiểu sau này nếu mà chuyển sang Warlock thì chúng ta cũng cần cái vương miệng thôi. Sau Warlock cầm vương miệng rất khỏe. Nhiều khi là chả cần phải đấm, đứng im một chỗ là máu nó cũng hồi lên rồi. Rất hay. Hy vọng là các đối thủ nó không đi sớm anh em ạ. Tôi test như này tôi chỉ sợ nhất là đối thủ đi thôi. Và đối thủ thì thực sự là nó form những cái đội hình mà nó trả ra cái đội hình gì, nên là nó rất là dễ là đi. Bây giờ cứ để bài thế nào để mất ít máu nhất có thể cho đối thủ. Không vội áp lên 9 lên 10 làm gì cả. Cái lúc mà lên 10 cũng là lúc mà chúng ta phải có một đống tiền để chúng ta roll form đội hình ấy. Tôi đang có một cái thắc mắc là không biết các anh em xem kênh tôi khi mà thấy cái bộ Saman nó bá như thế thì ngày mai anh em có sở farm không? Có bất chấp hết tất cả những cái người khác người ta cùng chơi cái lab đấy với anh em không? Đấy. Tôi cũng có một cái thắc mắc khác là liệu rằng là có anh em nào là suy nghĩ là nếu mà Saman nó nhiều như thế thì anh em sẽ chơi một cái bộ khác không? Thì anh em hãy để lại dưới phần comment cho tôi nhá. Để xem là suy nghĩ của các anh em ở trên kênh nó sẽ như thế nào. Nó có giống tôi không? Tôi thì cũng đã có cái suy nghĩ cho riêng tôi rồi. Đấy là ngày mai tôi sẽ làm cái bộ gì đầu tiên. Đấy. Thì ngày mai là tôi sẽ làm. Nhưng mà tôi sẽ không chia sẻ cho anh em đâu nhá. Để ngày mai mà trong cái trường hợp mà anh em gặp tôi ở trong rank. Ngày mai là một trong những cái ngày mà anh em rất là dễ gặp tôi ở trong rank. Vì là test meta mới nên là rất nhiều anh em sẽ test meta và trong đấy có tôi. Đấy. Nên là cái tỷ lệ mà gặp tôi là rất là cao. Chứ bình thường là cả tuần tôi mới chơi một buổi thôi. Nhưng mà ngày mai sẽ là cái ngày mà anh em sẽ gặp được tôi. Nên là tôi bí mật, tôi không nói cho anh em biết là tôi chơi gì đâu. Ngày mai gặp nhau sẽ rõ anh em nhé. Nói thế thôi chứ kiểu gì thì cũng phải chơi cái bộ Saman anh em ạ. Tôi ấy, kiểu gì cũng phải ít nhất là phải chơi một trận để còn làm clip mới chứ, đúng không? Clip meta mới.
Rồi thì chơi bộ Feather. Đấy, tôi vẫn chưa test được cái bộ Feather đâu. Không biết là cái bộ Feather thế nào. Liệu rằng là con Taboo Witcher nó có ok không? Bây giờ Taboo Witcher tung trưởng nha anh em nhá. Nên là nó sẽ rất là căng ấy. Lượng đam gây ra sẽ rất là lớn. Và nó bây giờ là một con 4 đô. Thay đổi là Taboo Witcher là lên 4 đô này. Đấy, Storm Shaman là lên 5 đô. Thế là bây giờ là tôi có test cái bộ đỏ. Nhưng mà thực ra cái bộ đỏ tôi cũng đã chia sẻ ở mấy cái video clip trước rồi ấy. Là cái bộ đỏ là cái bộ mà khả năng là vào hang là rất sâu nha anh em nhá. Tỷ lệ cao ở sùng hố. Bây giờ kích hoạt đỏ là phải có đủ 6 con đỏ hiện tại. Và chúng ta sẽ phải là kích hoạt bằng Wizard thì mới đủ. Chứ còn Storm Shaman và Battleman bây giờ là không mua rồi. Khó lắm. 5 đô không phải trận nào cũng có. Mà có chưa chắc đã ra. Đấy, cái bộ đỏ là gần như là vứt đi rồi nhá. Còn cái bộ Shaman thì bây giờ chơi theo cái lối chơi khác là chơi fake rồi. Chơi hàng Ryu đương nhiên nó là tối thượng. Bởi vì nếu mà chơi hàng Ryu chúng ta chỉ cần chơi Shaman thôi. Không cần phải vứt bất cứ con nào khác. Đấy mà nếu mà chơi muốn chơi theo kiểu tối thượng hơn thì lên được 11. 5 rồng kết hợp với 6 Shaman. Đấy, đấy là nó là sang cái kiểu gọi là tối thượng rồi. Đội hình tối thượng. 5 rồng 6 Shaman vào phát phọt trưởng luôn. Hóa hình tung thêm trưởng phát nữa. Hai lần tung trưởng. Rất là căng. Bây giờ cái con ngộ không này nó xuống 4 tiền thì khả năng là cái bộ beat nó cũng sẽ có thể là nó sẽ quay trở lại anh em ạ. Bởi vì bây giờ beat nó đang rất là dễ form. 6 beat nó rất là dễ chơi. Kiểu gì thì cũng có con ngộ không rồi. Nó không phải như ngày trước là không có ngộ không. Hay là không có cái con tướng trưởng lùi ấy. Trưởng lùi đúng không? Con đấy là cũng phải 5 đô. Bây giờ thì không cần nữa. Bây giờ chỉ cần ra ngộ không này. Hoặc là ra gấu. Hoặc là ra cáo là gần như là có 6 cái con bít rồi. Mà chơi bít đẻ đẩy sớm thì cũng căng đúng không? Nếu mà chơi bít thì xác định là sẽ đẩy sớm. Và cái bọn Shaman nó sẽ chưa kịp form. Thì ăn được nó sớm thì cũng được. Chứ còn để Shaman mà nó form được thì cũng khó đấy. Khó nhằn. Bít nói chung là cũng không phải là quá mạnh. Ui, bây giờ mới nổ con gấu này. À đúng rồi. Cái tỷ lệ ra gấu nữa. Anh em sẽ có một cái kinh nghiệm về cái tỷ lệ ra gấu là nó sẽ rất thấp anh em nhá. Nên là cái việc đánh đổi để mà câu ra con gấu ấy, tôi nghĩ là anh em chỉ có là đi eco, sau đó thì anh em vứt cái con gấu vào để anh em câu thôi. Chứ còn nếu mà để mà đánh chữ thắng mà vứt gấu thì thực sự là không có đâu anh em ạ. Không bao giờ đánh được chữ thắng hết. Tất nhiên là anh em cũng sẽ phải chấp nhận cái việc là anh em vứt gấu vào nhưng mà trong vòng 20 round nó không ra con gấu nào. Đấy. Như anh em thấy là ở round 25 tôi mới ra được cái con gấu. Đến round 25 đấy anh em ạ. 25 round mới ra nhá. Tỷ lệ 6% là rất ít. Thật sự là 6% là quá ít luôn ấy. Quá ít luôn. Mà đấy nó chỉ là cái tỷ lệ phần trăm ra gấu thôi. Còn cái tỷ lệ ra con gấu mà mình cần thì ui dồi ôi, nó đúng là kiểu chơi vịt lót luôn. Anh em thấy là nó ra được đúng cái con gấu Metalit cho tôi này. Quá hên đúng không? Tiếc là đây là một cái trận đấu đánh với máy nên là cũng không được sử dụng cái hên này. Giá như mà nó là một cái trận chung kết giải đấu với cái số tiền thưởng là 100 triệu nhá anh em nhỉ. Thì cái hên này thì nó cũng được đấy. Rồi. Ui giời ơi. Không có dấu ấn thần thánh nhỉ. Hộ không 2 sao. Áp dần lên 10 thôi anh em ạ. Có thể sẽ đổi món đồ tím luôn để kiếm cái hoàng bào anh em nhá. Long bào. Sẽ phải vứt 3 món đồ đi. Ok. Rồi đổi đi. Tôi sẽ đổi cái long bào luôn. Ôi giời, đây rồi. Hay quá. Đây nhá. Vậy là chúng ta sẽ có cái long bào. Và bây giờ sẽ cho con, tất nhiên là sẽ không cho những con Metalik cầm nữa, mà tôi sẽ cho con Du cầm để xem là cái hiệu ứng của long bào nó có khả năng lổ Metalik không. Khi mà cái quá trình mà con Du nó xoay, nó sẽ xác định luôn nha anh em nhá, cho anh em đỡ phải test. Anh em vào anh em chơi luôn. Thực sự con này mà lổ Metalik thì nó căng lắm đấy.
tôi sẽ kéo hết những cái con tướng xuống phía dưới để cái con du nó sẽ có cái nhìn trực quan nhất, rõ ràng nhất nha anh em nhá. Tung trưởng sớm cũng như là anh em có thể dễ dàng nhìn được cái hiệu ứng nổ Metalit đến từ vị trí ở con Swordman. Rồi, rất sâu đằng sau. Anh em nhìn kìa, nổ liên tục anh em ạ. Nổ liên tục luôn. Thấy chưa? Cái khả năng của skill của con du ấy, nó rất là căng. Nó khiến cho cái bộ Metalit nó phải nói là lâng lên một cái tầng cao mới rồi. Tầng này thì cao quá rồi. Bây giờ kiếm được cái mặt lạ hút máu cuối, cái giáp xoay nữa thì quá tuyệt vời anh em ạ. Thậm chí là một cái búa set cũng không phải là không tốt đâu. Thậm chí là còn rất ok đấy. Giáp phản nữa. Rồi, và tôi cũng sẽ chuẩn bị là mua những con Warlock ở cái thời điểm hiện tại thôi. Để late game chúng ta có thể chuyển được sang Warlock chúng ta test nữa. Rồi cả Exit nữa cơ. Còn rất nhiều line up chúng ta cần phải test. Bây giờ là lần lượt bọn nó đi rồi đấy. Tao sau hy vọng là chết một thằng thôi, đừng có chết hai thằng nhá. Một thằng còn có 11 máu, một thằng 8 máu đó. Hy vọng sẽ trụ được hai round. Cảm giác bây giờ tôi vẫn đẩy nhiều nhỉ. Để toàn một sao đẩy nhiều thế. 17 máu luôn này. Đẩy như thế xuống hố rồi. Warlock à? Lên 10 rồi nên là tôi sẽ roll nha anh em nhá. Kiếm đủ bộ cái đã. Lại Warlock. Chắc là bán mấy con đỏ thôi anh em ạ. Hết slot rồi. À ôi dồi, đây. Du được 3 sao rồi này. Test luôn. Bán hết các con đỏ đi anh em nhá. Bây giờ là để Metalit và để Warlock thôi. 6 Warlock thì chưa có. Tạm thời test Metalit đã này. 2 Warlock kết hợp với cả 4 Metalit. Càng đấy anh em ạ. Anh em thấy là những cái bàn tay nó hiện ở trên đầu những cái con tướng địch nó rất nhiều. Chứng tỏ lổ Metalit rất nhiều luôn. Chưa là bọn nó sắp đi hết rồi anh em ạ. Không biết là có kịp test cái bộ Exit không đây. Đi hết mới cày đấy. Exit đây. 6 Warlock cái đã này. Bây giờ tôi sẽ test xem là cái con du này ở trong bộ 6 Warlock khi mà cầm hoàng bào thì liệu rằng nó có thể hồi được máu và hấp thụ máu của những cái con chết đi không nhá anh em nhá. Đấy. Con du này thì nếu mà trước khi mà nó cầm đồ này và nó hưởng cái hiệu ứng Warlock thì máu của nó sẽ là 2k4. Ok, vẫn 2k4 này. Anh em thấy là hoàn toàn không tăng nhá anh em nhá. Vẫn 2k4. Ok, vậy là cái bộ Warlock nó sẽ không có tác dụng với cả con du. Không có tác dụng. Nói chính xác hơn là cái bộ Warlock ấy, khi mà chúng ta kẹp với bất cứ một cái con nào mà kẹp Warlock thì khi mà mặc
hoàng bào lên nó sẽ không có cái tác dụng gì cả anh em nhé. Không có một cái tác dụng gì cả luôn. Vậy là còn bộ Aegis đúng không? Cái bộ Metalist thì được rồi đấy anh em ạ. Bộ Metalist là chơi được nhá và khỏe. Kết hợp với cả du xoay, kết hợp với Metalist, kết hợp với sáo đỏ là ok rồi. Không phải chuyển sang Warlock lằng nhằng làm gì cả. Kiếm cái món đồ hút máu ở cái round đổi đồ cam ấy là được. Lóc lại phát. Form đủ bộ Warlock trước, sau đó là form về cái bộ Warlock Metalist để test khả năng du, là tôi bán đấy thôi. Vậy là chúng ta biết là du kết hợp với 6 Warlock là không chơi được nhá anh em nhá. Vứt thôi. Rồi, tôi sẽ lấy cả những con Aegis nữa. Có lẽ là bán nó du đi anh em ạ. Sau này tôi không muốn nó mất máu ở đâu này. Có lẽ là tôi sẽ bỏ bài ra, tôi sẽ không lấy đồ nữa. Ok. Thiếu một con Aegis nữa anh em nhá. Một con nữa thôi. Này rớt này. Rớt ra nhiều đấy nhở. Tôi bỏ qua rớt bởi vì là cái con rớt đấy lên 2 sao nó sẽ giật thốn lắm anh em ạ. Giật thốn và mất nhiều máu của đối thủ. Chúng ta sẽ không kịp test đâu. Bình tĩnh. Đủ rồi này. Bây giờ chúng ta đủ 6 Aegis rồi nha anh em nhá. Rao sau tôi sẽ thử. Vẫn ăn ngon cái bộ Glide luôn anh em ạ. Mặc dù không có đồ. Rồi mở món đồ tím nữa nè. Ê thôi ra đầm thôi. Cái áo có rồi anh em ạ. Áo có rồi thôi. Lấy được một cái áo khác. Rớt lại ra này, cay nhỉ. Tức là nó muốn tôi mua ấy. Đấy, biết ngay rồi. Tồn 2 phát là ra con rớt 2 sao luôn. Thôi đủ rồi. Aegis thử phát nào. Bây giờ cho Aegis vào rồi đổ cho rớt. Để xem là rớt có tính là tộc hệ Aegis không anh em nhé. Tôi sẽ cho Aegis vào trước. Sau đó rồi mới đến là Warlock. Để xem nào. Liệu rằng cái con rớt này nó có thể là giật và có một cái lượng máu nhiều không? Không anh em ạ. Máu bị chia đôi rồi. Vậy là cái bộ Aegis cũng sẽ không được hưởng hiệu ứng anh em nhé. Đấy, test xong. Xong Aegis bây giờ là chuyển sang là gì? God kết hợp với Metalist. Rớt cầm đồ sao? Liệu rằng cái con rớt này nó giật thì nó có nổ chết luôn không? Nghe chừng có vẻ lâu hốp đấy nhỉ. Tức là không ăn thua ấy. Thử phát cuối. Rao này không biết phải rao cuối chưa. Rao 34 này vẫn rao cuối. Một phát đánh hai thằng luôn thì chết. Hy vọng là sẽ gặp một cái thằng người. Một thôi. Gặp đúng một thằng thôi. Để chúng ta còn thêm một round nữa. Nếu mà thêm round nữa thì tôi sẽ test là 6 Warlock kết hợp với cả 4 Metalist. Nhưng mà dồn đồ cho con Storm. À sorry anh em, con Dazzlebrit. Đấy, để xem là cái lượng đến từ cái bãi thả cái lỗ đen vũ trụ của Dazzlebrit nó gây được bao nhiêu đam anh em nhé. Nó có thể kết liễu đối thủ không. Trông có vẻ là diện rộng rồi đấy. Gây đam nhiều. Ok. Con rớt này giật này. Ấy à, có lổ Metalist anh em ạ. Lổ Metalist trên người con súng. Đấy anh em thấy chưa. Có.
Càng đấy. Ui đi rồi. Rồi tôi lại gặp hai thằng luôn anh em ạ. Thế là anh em qua cái video test này là anh em có thể thấy là Metalist là chơi là rất ngon đấy, khi mà kết hợp với Long Bào. Còn 6 Unlock và 6 Exorcist thì không kết hợp được anh em nhá. Đây là một cái lưu ý trước khi anh em vào meta mới. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em hãy chọn clip bên trái và cái clip bên phải ở cuối màn hình kết thúc để xem những cái thay đổi ở trong meta mới anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo.